Hi và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của tôi. Tại vì là dạo này tôi bận thi cho nên là tôi chỉ ra mấy clip ngắn ngắn thôi. Hôm nay thì tôi đã đổi một cái góc quay mới, đó chính là tôi đã lên sân thượng của nhà tôi để mà quay cái video này nè. Thì trong lúc vẽ thì tôi nhận ra là cái cửa sổ phòng tôi nó ít nắng và cũng như nó rất là thiếu ánh sáng, cho nên là tôi quyết định là sao mình không thử lên cái tầng sân thượng để mà quay video thử xem. Bởi vì tôi thấy là nó sẽ có nhiều ánh sáng, với lại nó thoáng khí và nó cũng chill hơn nữa. Kiểu như là mình vừa ngồi vẽ rồi mình vừa ngắm cây rồi mình vừa ngắm mây trời như vậy. Tôi khi mà coi mấy video của mấy youtuber nước ngoài là tôi rất là mê cái góc quay luôn. Là kiểu nhìn nó chill vãi hò luôn. Mà được cái là cái sân thượng nhà tôi nó không có bị nắng gắt và ngồi rất là mát luôn. Bởi vì là nắng nó không có gắt mà tôi ngồi chỗ bóng của mấy cái cây ấy, cho nên là ánh sáng thì nó cũng không có thiếu mà ngồi thì cũng rất là mát nữa. Đấy cho nên là tôi mới cắm rễ ở đây mà tôi ngồi vẽ nè. Thì hôm nay mà nếu mọi người để kỹ thì mọi người sẽ thấy là nét của tôi đã đổi mới sau một thời gian tôi không đăng video nha. Thì cái trong khoảng thời gian mà tôi không đăng video đó ấy, thì là tôi vẽ sketch nhiều hơn vẽ màu nước. Nói chung là tranh màu nước của tôi năm nay thì nó rất là ít, ít hơn năm ngoái rất là nhiều đó. Và trong cái thời gian mà tôi chỉ vẽ sketch không đó thì cái nét của tôi nó đã đổ lên đổ xuống 2-3 lần gì đó. Và tôi nghĩ là cái nét này tôi cũng khá là ưng, cho nên là tôi đã quyết định là tôi dùng nét này là nét chính của tôi. Thì đó, ok, thì hôm nay tôi cũng chọn một cái tông màu rất là mới lạ, là kết hợp giữa màu xanh với màu đỏ, là hai cái màu mà nó tương phản với nhau ấy, giống như là màu đen với màu trắng vậy. Giống như là mình kết hợp một cái màu nóng với lại một cái màu lạnh ấy thì nó sẽ cho ra một cái màu được bảo hòa nhìn rất là xịn luôn. Là tôi rất là tự hào về cái lần vẽ tranh hôm nay của tôi, tại vì tôi cảm thấy là hôm nay là tôi chăm chút hơn cho cái tranh của mình. Và kiểu vẽ thì nó sẽ rất là chăm chỉ luôn, bởi vì mấy lần trước ấy tôi tô xong rồi tôi chăm chút mấy phần đầu, xong mấy phần sau tôi kiểu tôi bắt đầu bị lười rồi. Lười đó là cái xong tôi bỏ dở hoặc là tôi ẩu tôi lại cho nó xong rồi đó, kiểu vậy. Cho nên là lần này tôi đã tô rất là chăm chỉ và cố gắng, cho nên là tôi nghĩ nó sẽ là cái tranh ổn nhất của tôi từ trước đến giờ mà tôi vẽ. Và còn một cái nữa mà tôi rất là ưng ý, đó chính là cái phần tóc. Thì cái trình tỉa tóc của tôi nó đã lên một tầm cao mới rồi. Lúc trước thì tôi tỉa chì ấy thì nhìn nó cũng được, còn nếu mà lên màu nước ấy thì một là nó sẽ bị viền màu, còn hai ấy, nếu mà nó không bị viền màu nhìn nó sẽ bị cứng, thiếu mềm mại của cái tóc, và tôi plan ra nó cũng không có được đều, nói chung là vậy. Còn cái tranh hôm nay thì tôi nghĩ là cái cách ple với lại lên màu của tôi nó cũng ổn hơn mấy lần trước, cho nên là tôi cực kỳ thích cái điểm này luôn. Nhưng rồi Be Like thì sẽ trong tương lai sẽ có một cái tranh khác tôi vẽ và tôi ưng ý hơn, và tôi sẽ chuyển sang là cái tranh này tôi không thích nữa. Giống như là hồi lớp 5 tôi vẽ một cái tranh mà tôi nghĩ là chắc là đẹp nhất rồi, số 1 với tôi rồi, nhưng mà sau này tôi nhìn lại tôi cảm thấy là nó rất là xấu luôn, và nó kiểu như là nó rất là nhiều lỗ anatomy, lỗ tỷ lệ, nói chung là vân vân may. Ok, maybe thì nó rất là nhiều lỗi, vô số lỗi luôn, vân vân và may, nhưng mà đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ thì tôi cảm thấy là tôi cũng rất là thích cái tranh này luôn. Ok, thì như mọi người đã biết rồi thì tôi đã hứa với mọi người là khi mà kênh của tôi nó cán mốc 1.000 sub rồi thì tôi sẽ tổ chức một cái event gì đó, nhưng mà khi mà kênh của tôi nó cán mốc 1.000 sub xong rồi là tới cái kỳ thi mất rồi, cho nên là tôi đã quyết định là tôi sẽ hoãn cái nó lại, rồi tôi sẽ thi xong rồi tôi sẽ làm. Nhưng mà sau khi mà tôi thi xong là tôi cảm giác là tôi lười, nên là tôi nghĩ là có lẽ là mình nên là để bữa khác mình làm sau cũng được nhé. Cho nên là tôi đã trì hoãn cho tới ngày hôm nay. Thì giờ kênh của tôi cũng được 1.03.000 người sub rồi, cho nên cũng rất là cảm ơn mấy bạn trong thời gian qua. Nói chung là ok, thì cái tranh này tôi sẽ để dành để làm cái event ấy, cho nên là ok, tôi sẽ để tranh ở cái phần cộng đồng
Ai mà muốn tham gia event thì vào đó lấy tranh rồi fanart nha. Fanart hoặc là tôi sẽ để thêm chủ đề cho mấy bạn có nhiều lựa chọn hơn, kiểu vậy, ok. Và ok, mong mọi người sẽ tham gia nhiều nha. Tại vì dưới 4 người tham gia event thì tôi sẽ hủy cái event đó. Cho nên là nếu như vậy thì tôi sẽ rất là buồn. Cho nên là có gì mọi người nhớ tham gia nha. Tham gia chơi vui rồi tôi kiểu như là cái giải tôi sẽ để cái phần cộng đồng kiểu sau ấy. Rồi mọi người qua đó mọi người coi cụ thể hơn về luật với giải nha. Mà thật ra là cái tranh này là tôi định vẽ chơi thôi chứ tôi không có đăng. Mà tự nhiên tôi kiểu như là tôi nghĩ ra là kiểu mình thay đổi một góc quay khác. Cái là tôi kiểu không có gì để mà vẽ hết thì tôi mới đem cái bức này lên tôi vẽ mà. Ai mà có gì nó lại đẹp như vậy. Có một cái kiểu mà khi mà tôi làm video thì tôi lại cảm thấy là rất là ức chế mấy cái tranh mà khi mà tôi vẽ này nọ xong đầu tư vào hình ảnh video các thứ thì nó sẽ rất là ít view. Còn mấy video mà tôi vẽ chơi, vẽ sàm sàm thôi là y như rằng là cái view nó tăng rồi nó khác bọt luôn ấy. Kiểu như là nó không có bị flop một tí nào hết. Và ok, đó là nỗi buồn muôn thuở của tôi, nhưng mà hy vọng video này sẽ không flop nha. Lâu lâu tôi đổi góc quay với lại vừa vẽ vừa chill vừa uống gì nè. Mình cảm thấy là nó rất là kiểu như có cảm hứng sáng tạo hơn. Mà nó cũng rất là giải trí nữa. Nó mang một cái tính chất rất là giải trí vì like, ok. Thì mình rất là thích cái kiểu hình thức vẽ như kiểu này. Tôi là một người có cái tâm hồn ăn uống cho nên là tôi ăn rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì nhà tôi không có bim bim cho nên là tôi không có mang lên đây tôi ăn được. Mà chỉ có nước ngọt thôi, gì cũng tạm được. Nhưng mà buổi sau là tôi nghĩ là tôi sẽ mua thêm một vài gói bim bim gì đó hoặc là cái gì đó để tôi ăn uống kèm nữa thì nó sẽ rất là ngon và chill. Bình thường nếu mà tôi chỉ vẽ chơi hoặc vẽ để giải trí khi mà không có thời gian rảnh ấy là tôi sẽ vẽ bức tranh này, ví dụ như là tôi sẽ vẽ chỉ có nửa tiếng hoặc là một tiếng thôi. Còn nếu mà tôi có thời gian và tôi vừa ngồi chill vừa ăn uống gì đó thì nó sẽ kéo dài thời gian lên là thành 2-3 tiếng gì đó, mà có khi là cả một buổi chiều của tôi chỉ để tôi vẽ một bức tranh thôi. Nhưng mà những lúc như vậy thì tôi sẽ thường chăm chút cho bức tranh hơn vì mình có nhiều thời gian hơn ý. Nhưng mà thường thỉnh thoảng thì tôi mới có thời gian để mà tôi kiểu vừa ngồi chill vừa vẽ gì thôi. Còn bình thường là tôi vẽ gấp để giải trí tức thời thôi ý. Cho nên là mỗi lần có thời gian là tôi thường tôi ngâm cái tranh nó rất là lâu để tôi vừa ngồi chill vừa vẽ. Khi mà mới tô cái tranh này là tôi nghĩ là nó sẽ gọi là dạng màu sáng ý. Nó sẽ sáng màu lên, nhưng mà tôi tô một hồi là tôi nghĩ là nó theo cái kiểu màu retro hơn, kiểu dạng cổ điển ấy. Bởi vì tôi ít khi xài mấy tông màu tương phản ấy, cho nên là có thể là đây là cái thử nghiệm đầu tiên của tôi. Trong tương lai tôi sẽ chắc chắn là tôi sẽ vẽ thêm nhiều tranh về những tông màu khác nhau nữa để nó kiểu dạng phong phú hơn ấy. Thì có một cái nữa là khi mà tôi vẽ cái bức này ấy, trong video này thì chỉ có 10 phút thôi, nhưng mà thực tế là cái này, bức tranh này đã ngâm hết cả một buổi chiều của tôi đó. Và khi mà tôi làm mấy dạng video vlog kiểu này ấy, thì nó cũng gọi là đơn giản thôi, làm kiểu mình ngồi vẽ xong rồi cứ chiêu chiêu xong rồi cứ nói chuyện gì đó thì nó cũng là một cái chủ đề, kiểu một cái dạng video rất là phổ biến mà tôi nghĩ là tôi sẽ làm nó nhiều hơn, bởi vì tôi cảm thấy là nó hợp với cái thời gian của tôi. Mà tôi cũng không biết có ai giống như tôi không, chứ tôi là cực thích mấy kiểu tô màu nước, kiểu đắp lớp lên xong rồi khi mà tô cái màu ấy cảm giác nó mịn mịn nhìn đã mắt cực kỳ. Tôi rất là thích tô cũng như là coi người ta tô kiểu vậy, nhìn nó rất là đã mắt luôn. Đôi khi tôi cứ nghĩ là mình quay xong rồi mình sẽ cắt ngắn bớt lại làm cho video nó ngắn bớt, nhưng mà khi mà tôi tô tôi vẽ là tôi lại không nỡ cắt đi mấy cái đoạn mà tô màu kiểu dạng mực mượt vậy nè. Cho nên là nói chung là video nó cũng sẽ hơi dài một chút xí, nhưng mà trong tương lai tôi sẽ cố gắng tôi rút ngắn lại để trong quá trình coi không bị chán. À, với lại thì cũng sắp hết năm 2023 rồi đúng không? Thì tôi định là sẽ làm một cái video tổng kết lại những gì tôi đã vẽ trong năm nay. Mình năm nay là chủ yếu là tôi vẽ sketch thôi nên là tranh màu nước cũng không có bao nhiêu hết. Đó, thì trong năm nay thì tôi đã có những cái công đầu tay kiểu vậy. Tôi cũng rất là vui bởi vì sự tiến bộ của mình trong năm qua, ok. Công của tôi chủ yếu là bán cho bạn bè cho nên là tiền lời cũng không bao nhiêu, chủ yếu là vui thôi. Sắp sang năm mới rồi, tôi cũng chúc mọi người là sẽ thành công hơn cho mọi việc học tập cũng như là
là mối quan hệ với bạn bè này nọ các thứ, rồi sẽ đón một cái Tết thật là vui vẻ đầm ấm cùng với bạn bè và gia đình nha. Bye bye. Ok, và cuối cùng mọi người nhớ luyện vẽ thường xuyên hơn để lên tay nha.